Thưa quý vị, để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh tiếp cận thị trường, giới thiệu quảng bá sản phẩm, tỉnh Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu vừa phối hợp với Cộng đồng Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam OCB và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình phiên chợ đầu xuân 2022. Phiên chợ được xem như là một dấu hiệu tích cực cho sự khởi đầu năm mới 2022, dự báo nhiều sôi động của các doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, doanh nghiệp khởi nghiệp của tỉnh nói riêng. Hội trường Trung tâm Hội nghị Bạch Ngân, thành phố Bà Rịa, những ngày đầu năm mới. Không khí đầy sôi động với những tiếng nói cười chào hỏi đầy hân hoan của các đại biểu doanh nghiệp tham dự phiên chợ đầu xuân. Theo đại diện ban tổ chức chương trình, phiên chợ đầu xuân 2022 được tổ chức nhằm mục đích kết nối giao thương, nâng cao giá trị sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp thành viên. Đồng thời, phiên chợ còn như một sự kiện phát pháo đầu tiên tạo hương sắc mới cho năm 2022 của các doanh nghiệp tỉnh nhà trong nỗ lực cùng nhau hướng đến sự phát triển thành công thịnh vượng. Tham gia phiên chợ có khoảng 60 doanh nghiệp là các thành viên OBC Việt Nam, thanh niên thuộc tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu và các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ phiên chợ, các doanh nghiệp đã giới thiệu các sản phẩm thuộc lĩnh vực dịch vụ, điện tử, nông nghiệp, công nghiệp, hóa mỹ phẩm, hàng lưu niệm, may mặc, đào tạo. Bên cạnh đó, còn có các gian hàng của các doanh nghiệp dự án khởi nghiệp đã tham gia và đạt giải tại cuộc thi ý tưởng sáng tạo của tỉnh vừa qua. Một nét đặc biệt tại phiên chợ đó là thông qua hình thức livestream, phần giới thiệu của từng gian hàng là cơ hội tốt để doanh nghiệp để tiếp cận đến các đối tượng khách hàng. Trước hết là các bạn khởi nghiệp có dịp giao lưu với các doanh nghiệp, cũng như là các bạn tự tin để mà đưa cái sản phẩm ra tiếp cận với là doanh nghiệp cũng như là người tiêu dùng trong thời gian sắp tới, và đặc biệt là gặp nhiều cái mentor để có thể tư vấn hỗ trợ cho các bạn trong cái việc quản trị cũng như PR sản phẩm của mình. Đây là một cái chương trình phiên chợ đầu xuân, thì sắp tới Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bà Rịa cũng như là OBC sẽ có nhiều chương trình, không phải kết nối của doanh nghiệp thành phố Bà Rịa không, mà còn mời tất cả các tỉnh bạn cũng như là doanh nghiệp toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm một cái chương trình lớn kết nối để giúp cho các bạn có thể là hòa nhập với lại thị trường nhanh hơn đối với các bạn doanh nghiệp. Đấy, thì những chương trình này rất là bổ ích dành cho các doanh nghiệp cũng như là mới khởi nghiệp cũng là những doanh nghiệp đang tồn tại. Đầu tiên thì với những cái mô hình phiên chợ như này để tạo cho các doanh nghiệp được có thời gian để quảng bá thương hiệu của mình. Mỗi doanh nghiệp đều muốn được quảng bá thương hiệu của mình rộng rãi cho tất cả các doanh nghiệp khác và tất cả những người tham gia để biết đến cái thương hiệu, những cái sản phẩm, những cái chức năng của sản phẩm mình cung cấp. Đầu tiên là nó sẽ tái tạo lại cái năng lượng của chúng ta và bắt đầu năm mới chúng ta khởi động thêm những cái năng lượng trong cơ thể dành cho những doanh nghiệp để bắt đầu thêm những cơ hội mới và giúp cho các doanh nghiệp có thể là kết nối lại với nhau, bắt đầu những cái chương trình mới cho năm mới. Một trong những gian hàng nhận được sự chú ý của các đại biểu tham dự là khu vực trưng bày của vợ chồng chị Nguyễn Thị Diệu với sản phẩm thư pháp Minh Khánh và bánh đậu câu 3D mang thương hiệu Bếp Mẹ Dâu. Chị Diệu cho biết hai vợ chồng cùng là người khuyết tật nên quá trình khởi nghiệp lập nghiệp của hai vợ chồng gặp không ít khó khăn vì thiếu cả vốn lẫn các mối quan hệ. Để thành công, chỉ còn một cách là tạo ra những sản phẩm có tính sáng tạo và mang sự khác biệt. Bên cạnh đó, để tiếp cận thị trường, anh chị ngoài nhờ các mối quen do bạn bè giới thiệu, việc tìm đến và tham gia các chương trình triển lãm, hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm do các tổ chức hội, cộng đồng doanh nghiệp tổ chức cũng là lựa chọn quan trọng. Nó có thể mang được cái sản phẩm của mình đến với khách hàng. Nhiều khi khách hàng cần một sản phẩm giống như vậy nhưng mà không biết phải mua ở đâu. Nhờ những phiên chợ này thì họ sẽ biết tới mình và sẽ dùng những sản phẩm của bên khởi nghiệp. Cũng là một cơ hội để cho mình gặp gỡ được các doanh nghiệp để họ giúp mình phát triển sản phẩm hơn. Có nhiều mình sẽ làm được nhiều sản phẩm hơn và mình nhiều sản phẩm thì mình sẽ nâng cao được tay nghề hơn. Ngay bên cạnh gian hàng của chị Diệu, khu trưng bày của shop đá nghệ thuật Stone Art for Life có trụ sở tại thành phố Bà Rịa của chị Nguyễn Thị Hồng Lan cũng thu hút khá đông khách tham quan. Theo chị Hồng Lan, thời gian nghỉ dịch ở nhà, nhận thấy trong sân nhà có khá nhiều viên sỏi với hình dáng kích thước khác nhau, chỉ để lót giường khá uổng phí, và chị đã nghĩ cách để tạo hồn cho những viên sỏi bình dị ấy. Bằng sự sáng tạo của mình,
những viên sỏi nhỏ nhắn ấy đã được khoác lên những hình ảnh đặc sắc của Bà Rịa Vũng Tàu như cầu Long Hương, núi lớn núi nhỏ, hải đăng Vũng Tàu cũng như các sắc hoa lá. Mình thấy là ở tỉnh mình là tỉnh du lịch nhưng mà để cái sản phẩm mà mang về lưu niệm thì nó rất là hạn chế. Thực ra là đây là lần đầu tiên Stone Art đi ra một phiên chợ như thế này. Và chị thấy là rất là hào hứng phấn khởi và có rất là có nhiều cái lợi ích khi mà mình có một cái nơi để mình quảng bá và cũng như là cho mọi người biết cái sản phẩm mới của mình. Theo ông Hồ Minh Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Truyền thông Quốc tế, hai năm 2020 và 2021, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do những ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cùng với các chính sách mở cửa của chính phủ theo hướng thích ứng an toàn, vừa phát triển sản xuất, vừa áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, việc tổ chức các chương trình kết nối giao thương quảng bá sản phẩm như phiên chợ đầu xuân 2022 là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi đây không chỉ tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp tái khởi động việc tiếp cận thị trường, mà còn có thể tìm kiếm những đối tác mới, mở rộng thị trường kinh doanh. Còn với các doanh nghiệp mới bắt đầu tham gia thị trường, thời gian trong và sau dịch, đây cũng là dịp để họ nắm bắt thời cơ, tìm kiếm đối tác cũng như tìm hiểu các kinh nghiệm từ những doanh nghiệp đi trước, từ đó xây dựng chiến lược phát triển riêng của mình. Đây cũng là cơ hội làn gió mới kết nối giao thương cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhằm trao đổi giao thương chéo các sản phẩm dịch vụ, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn cho doanh nghiệp trong tỉnh. Riêng với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ Việt Nam OBC, các chương trình như phiên chợ đầu xuân chính là một trong những số các hoạt động nhằm giúp cho các doanh nghiệp thành viên hoàn thiện kỹ năng bản thân nhanh hơn, chân chính hơn và ổn định hơn. Ngoài việc mà chúng ta chia sẻ những cái mối quan hệ cùng với nhau, những cái tệp khách hàng cùng nhau, thì điều quan trọng nhất mà OBC mong muốn gửi đến các doanh nghiệp đó là phần tri thức. Bởi vì các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đôi khi chúng ta bị hạn chế trong việc tiếp cận với tri thức về quản trị doanh nghiệp, tri thức về networking, về những cái giao tiếp. Thì đây là những cái em gọi là cái trường đời nho nhỏ để chúng ta tăng cái tính tự tin của mình trong cái việc mà chúng ta giao tiếp và giao tế để đưa cái sản phẩm của mình ra được xa hơn, cao hơn và thậm chí là chúng ta sẽ ra được thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp khởi nghiệp thì lúc mà đưa sản phẩm ra để khó khăn đó, thì đó chính là mình không biết là mình tìm kiếm khách hàng đâu và chưa xác định được là đối tượng khách hàng của mình là những ai. Đó là cái mà đầu tiên mà bọn em cảm thấy đưa sản phẩm ra ngoài thị trường. Bọn em cũng có thường xuyên tham gia các phiên chợ và hội chợ như thế này để mà có thể người tiêu dùng cũng có thể biết bọn em được nhiều hơn. Và lúc đó bọn em có thể xác định được đối tượng khách hàng thông qua các sản phẩm thử. Bọn em sẽ ghi thông tin lại và xem thử là bên nào nó sẽ ưu tiên bên em lựa chọn. Chương trình phiên chợ đầu xuân 2022, dù còn nhiều hạn chế về số lượng doanh nghiệp tham gia, cũng như các hoạt động xúc tiến, giới thiệu sản phẩm do lần đầu chương trình được tổ chức. Nhưng đây được xem là hoạt động khai xuân mở màn cho một năm mới, hứa hẹn nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng là một sự thử nghiệm để ban tổ chức rút kinh nghiệm cho những sự kiện sau này trong điều kiện bình thường mới. Quý vị vừa theo dõi chương trình Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.